Chào các bạn, mình là Endon. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đầu tư Jcoin này của mình. Thì ngày hôm nay để tiếp tục ở trong cái video này của mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một cái sàn giao dịch đó có tên là sàn Binance. Thì đây nó được coi là một trong những cái sàn giao dịch về cái tiền crypto lớn nhất thế giới hiện nay, cả về cái volume giao dịch lẫn cái độ uy tín của nó. Và cái sàn này nó có một đội hỗ trợ support rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Cộng thêm là trên cái trang web của cái sàn giao dịch này có rất nhiều các cái công cụ tiện ích để nó hỗ trợ cho những nhà đầu tư, những trader như chúng ta có thể giao dịch và mua bán các đồng coin một cách thuận tiện nhất. Thì ở trên cái trang coinmarketcap.com, nó xếp hạng ngày hôm nay cái sàn giao dịch Binance này nó đang đứng thứ 3 thế giới về lượng giao dịch trong ngày. Thì mới 1-2 hôm trước đây thì cái sàn Binance này nó đang đứng thứ nhất. Nhưng mà hôm nay thì cái sàn OKEX này nó vượt lên đầu tiên về cái xếp hạng, về cái volume giao dịch. Nhưng mà so về cái độ tiện ích cũng như là cái hỗ trợ thì cái sàn Binance này nó vẫn tốt hơn. Còn cái sàn Upbit ở đứng thứ hai này á, thì cái sàn này nó là sàn của Hàn Quốc và do chính phủ Hàn Quốc quản lý cũng như là đánh thuế những cái giao dịch ở trên này thì các bạn không nên tham gia. Thì mình khuyến cáo các bạn, những người mới chơi thì các bạn nên tham gia cái sàn Binance này. Thì các bạn có thể ấn vào đây để xem. Đó, các bạn có thể thấy là cái volume giao dịch trong ngày của sàn Binance hiện nay là ở mức 2 tỷ đô la, rất là lớn. Thì các bạn có thể thanh khoản rất là dễ dàng. Thì khi các bạn giao dịch ở bất cứ một thị trường nào, hãy tìm những nơi mà nó thanh khoản tốt, dòng tiền nó quay vòng nhiều thì các bạn mới dễ thanh khoản. Ví dụ những cái sàn giao dịch ở thế giới, trên thế giới hiện nay có rất nhiều các cái sàn giao dịch, nhưng mà có những cái sàn giao dịch mà nó nhỏ, cái volume giao dịch trong ngày nó ít, có nghĩa là ít người tham gia vào mua bán đó. Ví dụ các bạn có coi thì các bạn cũng không thể bán được thì rất là khó thanh khoản. Còn cái sàn Binance này thì nó có cái volume giao dịch rất là lớn. Ở bên dưới thì các bạn có thể thấy là những cái đồng coin mà cái sàn này nó hỗ trợ, thì các bạn thấy rất nhiều các đồng coin ở đây. Thì hầu như là những cái sàn, những cái đồng coin nào á mà lúc nó mới ra được lên cái sàn này thì cái khả năng tăng giá rất là cao. Đó. Ở trên đây các bạn có thể thấy cái đường link trang web của nó này, trang web của sàn này. Phía dưới là cái đường link của cái mạng xã hội Twitter của nó, các bạn có thể ấn vào follow để cập nhật những cái thông tin về sàn. Và theo cái thống kê cái lượng traffic truy cập 24 giờ vào cái trang web Binance.com này thì nó thống kê được là cái sàn giao dịch Binance này trong một ngày nó có đến hơn 10 triệu lượt truy cập từ trên khắp thế giới. Điều đấy chứng tỏ một điều là cái lượng cộng đồng của cái sàn giao dịch này rất là lớn. Cộng thêm với cái volume giao dịch lớn là vào khoảng 2 tỷ đô mỗi ngày thì cái sàn giao dịch này nó cho phép các bạn thanh khoản rất là tốt. Bên cạnh đó thì cái sàn giao dịch Binance này nó cũng phát hành một cái đồng coin riêng của nó có tên là Binance Coin. Các bạn có thể lên CoinMarketCap và search ra, nó có ký hiệu là BNB này, Binance Coin. Thì hiện nay giá của nó là khoảng 10,7 đô. Thì mình đánh giá đây cũng là một đồng coin khá là tốt. Và các bạn có thể mua và hold trong vòng 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm thì các bạn cũng sẽ có được cái khoản lợi nhuận rất là tốt. Thì cái sàn Binance này nó có một cái chính sách là nếu các bạn giao dịch những cái cặp tiền mà giao dịch dựa trên cái đồng BNB của nó thì các bạn sẽ được miễn cái phí giao dịch. Đó, thì cái chính sách đấy của sàn Binance nó kích cầu cho cái đồng BNB này rất là lớn và dòng tiền chảy vào cái đồng coin này rất là lớn. Đây các bạn có thể thấy này, cái volume giao dịch một ngày của cái đồng BNB này nó lên đến gần 60 triệu đô la, cũng khá là tốt. Thì đây cũng là một đồng coin tốt mà dựa trên cái nền tảng của cái sàn giao dịch. Ở dưới này các bạn có thể thấy được cái biểu đồ của nó này. Sàn Binance nó phát hành ra cái đồng coin này từ tháng 6 năm 2017, lúc đó giá mới có 0,1 đô thôi. Mà bằng cái chính sách kích cầu của nó thì giá nó tăng lên rất là kinh khủng. Đỉnh cao nhất của nó đã lên đến mức là hơn 20 đô. Và sau những cái đợt điều chỉnh giá thì bây giờ giá của cái đồng BNB này là 10 đô. Đấy, các bạn phải thấy nó tăng vài trăm lần rồi ạ, trong vòng có 6 tháng thôi. Một con số rất là lớn. Thì các bạn có thể chơi bằng cái đồng BNB này để các bạn được miễn cái phí giao dịch. Còn không thì các bạn có thể chơi bằng rất nhiều các đồng khác như là ETH hoặc là BTC. Đó. Ngoài ra thì cái sàn giao dịch Binance này nó cũng có cái chính sách affiliate, có nghĩa là mỗi khi các bạn giới thiệu được một ai đó đăng ký thông qua cái tài khoản của các bạn
thì các bạn sẽ được hưởng 50% phí giao dịch. Có nghĩa là mỗi một cái giao dịch của các bạn thì các bạn sẽ mất phí cho cái sàn này. Và nếu các bạn giới thiệu được người thì cái phí của cái người đó trả cho sàn thì cái sàn nó sẽ trả cho các bạn 50% cái phí đó. Thế là các bạn có thể giới thiệu cho bạn bè để người thân để các bạn tham gia giao dịch. Thì họ đăng ký vào thì cũng chả mất gì cả. Thì có cái là mình được thêm một chút phí gọi là phí hoa hồng. Thì nếu các bạn ủng hộ mình thì các bạn hãy ấn vào cái đường link bên dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình. Mình rất cảm ơn cái điều đó. Thì ngoài ra cái sàn giao dịch này nó cũng có phần là Launchpad này. Thì Launchpad này nó là cái gì? Launchpad này là nó là một cái nơi để cái sàn giao dịch Binance này nó giới thiệu những cái đồng coin ICO chuẩn bị ra mắt. Thì các bạn có thể tưởng tượng một điều là với cái lượng truy cập là hơn 10 triệu truy cập một ngày, thì nếu cái sàn Binance này nó đăng một cái ICO lên đây thì sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy cái ICO đó. Và cộng với cái việc là cái đồng coin đó được lên cái sàn quốc tế là cái sàn Binance này thì cái việc tăng giá của nó rất là mạnh. Thứ nhất là có hai yếu tố để cái đồng ICO đó nó sẽ lên giá là cộng đồng lớn, ok, vì được nó đăng lên cái sàn Binance này rất nhiều người biết. Cộng thêm yếu tố thứ hai, nó được lên cái sàn lớn như Binance này thì cái việc cái đồng coin đấy tăng giá là rất là khả quan, ok. Bên cạnh đó thì cái sàn giao dịch này nó có rất nhiều các cái tiện ích để cho các bạn sử dụng, như là đặt lệnh tự động tiện hơn rất nhiều so với những sàn giao dịch khác, ok. Thì đó là những cái ưu điểm để mình sử dụng cái sàn Binance này, cộng thêm cái việc là cái sàn này nó rất dễ xác minh và hiện tại thì nó vẫn cho đăng ký. Thì khoảng 1-2 tuần trước gì đó thì do cái lượng truy cập, cái lượng đăng ký vào cái sàn Binance này quá lớn nên là nó đã khóa trong một khoảng thời gian và không cho đăng ký mới nữa. Thì hiện nay cũng có một cái số cái sàn giao dịch lớn trên thế giới như là Bitrex. Bitrex thì nó đã không cho người khác, có nghĩa là không cho người mới đăng ký tài khoản vào cái sàn của nó. Và còn một cái sàn lớn nữa là Bitfinex, nhưng mà Bitfinex thì đã mở cho đăng ký lại, nhưng mà để đăng ký giao dịch trên Bitfinex thì các bạn phải giao dịch với tài khoản trên 10.000 đô la thì các bạn mới được giao dịch. Thì hiện nay thì cái Binance này nó vẫn là cái lựa chọn số 1 cho các bạn, những cái người mới tham gia vào thị trường này, và nó rất dễ xác minh tài khoản. Cộng thêm với cái phí giao dịch của sàn Binance này thấp hơn rất nhiều so với những cái sàn như Bitrex và Bitfinex. Đó. Thì bây giờ sau khi mình giới thiệu đến với các bạn những cái tiện ích của cái sàn giao dịch Binance này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký cái tài khoản cũng như là xác minh cái tài khoản của sàn Binance, và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn giao dịch, nạp tiền, rút tiền và giao dịch làm sao ở trên cái sàn Binance này. Và bước đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản ở trên cái sàn giao dịch Binance này. Thì để vào được cái trang web của cái sàn Binance này thì các bạn hãy gõ cái đường link là binance.com ở trên đây, hoặc các bạn có thể ấn vào cái đường link giới thiệu phía dưới phần mô tả của cái video này để ủng hộ cho mình. Mình rất cảm ơn cái điều đó. Và mình cũng có một cái lưu ý quan trọng đối với các bạn là khi các bạn vào những cái trang web liên quan đến giao dịch tiền tệ hoặc là giao dịch tiền điện tử như thế này thì các bạn tuyệt đối không nên search Google, mà các bạn chỉ nên gõ cái đường link ở trên này hoặc là vào những cái đường link đã được kiểm chứng. Bởi vì khi các bạn gõ Google sẽ có rất nhiều những cái trang web nó quảng cáo ở trên đó, nó giả mạo. Và nếu các bạn không để ý, các bạn có thể ấn nhầm vào đó. Ví dụ ở đây, cái trang này là binance.com chẳng hạn, thì cái trang web giả mạo nó chỉ cần thay cái chữ E này bằng chữ C thôi, mà các bạn không để ý và các bạn ấn nhầm vào đó. Đương nhiên là cái trang web giả mạo nó cũng có một cái thiết kế nó ăn cắp giống hệt cái trang web thật như này, và các bạn không để ý, các bạn không biết, các bạn ấn vào đăng nhập, các bạn nhập user của mình, nhập password của mình, và hệ thống của nó sẽ ghi lại và các bạn sẽ bị mất tài khoản, và đồng nghĩa với đó là các bạn sẽ mất tiền. Thế nên là các bạn khi giao dịch những cái tài khoản trên internet này, các bạn phải cực kỳ cẩn thận và các bạn phải đặt cái bảo mật hai lớp của mình, ok. Đó là những cái lưu ý cho các bạn. Và cái bước đầu tiên để đăng ký tài khoản thì các bạn hãy ấn vào cái phần register ở đây. Đó. Đầu tiên là các bạn điền email của mình. Như mình thì mình vẫn thường là mình copy cho nó nhanh mà nó đỡ nhầm. Đó, các bạn nhập email của mình vào đây. Tiếp theo các bạn nhập password. Chọn một cái password mà các bạn dễ nhớ mà không ai biết. Các bạn nhập lại password của mình.
Ở đây là cái ID, cái mã giới thiệu của mình. Vì khi các bạn ấn vào cái đường link giới thiệu của mình, nó sẽ hiện cái mã ID như này. Còn nếu các bạn vào thẳng trang web thì nó sẽ không hiện gì ở đây cả. Đó. Thì các bạn hãy ấn vào đường link để ủng hộ mình nha. Tiếp theo các bạn ấn vào cái tôi đồng ý ở đây. Và các bạn ấn vào phần register. Ở đây nó yêu cầu các bạn xác thực các trang, các bạn kéo cái này này sao cho nó khớp vào cái mảnh này. Đó, ok. Thì nó hiện ra là để hoàn thành cái bước đăng ký này, các bạn hãy tìm email ở trong hòm thư của bạn và ấn vào cái link ở đó. Thì mình kiểm tra email. Đây, ở đây thì nó có một cái đường email của Binance và nó bảo là xác nhận cái link đăng ký của bạn, ấn vào verify email. Ok, nó ghi là tài khoản của các bạn đã được kích hoạt và xin hãy đăng nhập để giao dịch. Các bạn ấn vào login. Các bạn lại nhập cái email của mình vào đây. Và nhập mật khẩu mà lúc nãy các bạn đã đặt. Và lại xác nhận captcha. Ok, các bạn đã đăng nhập được vào tài khoản của mình. Và sau khi các bạn đã đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện ra những cái lưu ý đầu tiên cho các bạn như thế này. Các bạn chỉ cần tích vào đây và các bạn ấn vào I understand ở đây thì nó sẽ chuyển đi. Nhưng mình sẽ dịch sơ sơ cho các bạn hiểu cái nội dung ở đây. Thì đầu tiên nó yêu cầu các bạn là hãy chắc chắn rằng các bạn đã vào đúng cái đường link là binance.com. Tiếp theo là không bao giờ cài đặt cái plugin xác nhận captcha tự động ở trên cái trình duyệt của các bạn, thì cái điều đấy có thể gây nguy hiểm cho tài khoản. Tiếp theo là không bao giờ gọi một điện thoại nào cho bất kỳ ai để hỏi về cái hỗ trợ của Binance, bởi vì họ không làm thế. Cái thứ tư là không bao giờ tiết lộ mật khẩu hoặc là mã xác thực cho bất kỳ ai, kể cả support của Binance. Và nếu ai mà inbox cho bạn và bảo là họ là cái người hỗ trợ của Binance và yêu cầu bạn đưa mật khẩu, đưa tài khoản thì các bạn tuyệt đối không nên đưa, bởi vì ở đây nó đã lưu ý rồi. Tiếp theo là không bao giờ làm một cái giao dịch và gửi cái tiền cho bất kỳ ai mà người đó nói là họ là cái thành viên của đội support của Binance. Thì ở đây các bạn là không bao giờ gửi tiền cho bất kỳ ai mà các bạn không biết, đại khái thế. Ok, các bạn hãy ấn vào tick ở đây để xác nhận là mình đã hiểu. Rồi ấn vào I understand, continue. Đó, ngay khi vào trong thì nó đã yêu cầu các bạn là hãy bật cái bảo mật hai lớp cho tài khoản của mình. Thì mình cũng khuyến cáo các bạn là với bất kỳ một cái tài khoản giao dịch trên internet nào của các bạn thì các bạn cũng phải bật cái bảo mật hai lớp này, bởi vì với hacker hiện nay thì cái việc mà nó lấy được cái username cũng như là cái password của các bạn thì cực kỳ dễ dàng. Thì các bạn bắt buộc phải bật cái bảo mật hai lớp này để bảo đảm cái an toàn cho tài khoản của mình. Thì ngay đầu tiên thì các bạn phải bật cái bảo mật hai lớp cho cái email của các bạn, bởi vì nếu nó hack được email thì việc nó hack được các cái tài khoản sau thì vô cùng dễ dàng. Đó. Thì cái Binance này nó đưa ra cho các bạn hai cái sự lựa chọn. Đầu tiên là các bạn bật bảo mật hai lớp bằng cái app ở trên cái điện thoại này. Cái này nó giống với cái app Authy mà ở cái video trước mình đã hướng dẫn các bạn bật ở trong cái tài khoản Gemini Nano. Cái thứ hai này là bảo mật bằng SMS, thì cái bảo mật này chỉ dành cho những người mà sống ở Trung Quốc thôi, nên các bạn vẫn nên dùng cái bảo mật bằng app này, và cái này nó cũng an toàn hơn là SMS. Đầu tiên chúng ta ấn vào đây. Ở bước 1 nó yêu cầu chúng ta là hãy download và cài đặt cái app này ở trên điện thoại. Nếu ai mà dùng iOS, iPhone thì ấn vào đây. Còn nếu ai mà dùng Android, các bạn ấn vào đây. Ví dụ ở đây mình ấn vào. Ở đây nó đưa ra cho các bạn một cái app có tên là Google Authenticator với cái logo màu xám này. Nhưng mình khuyến cáo các bạn là các bạn nên dùng cái app Authy 2 có cái logo màu đỏ như này. Các bạn lên cái Google Play hoặc là cái iStore ở trên cái điện thoại của các bạn. Các bạn search cái app Authy 2 này có cái logo màu đỏ như này ra mà các bạn dùng. Về cái chức năng cơ bản thì hai cái này nó như nhau, nhưng cái này nó có một cái ưu điểm là cái app Authy 2 này nó có cái chức năng là backup bằng cái số điện thoại. Ví dụ các bạn ra đường, nếu các bạn bị cướp giật mất cái điện thoại của các bạn
thì mình chỉ cần về nhà và khôi phục lại cái số điện thoại và backup lại cái tài khoản của cái app Authy2 này thôi, thì các bạn có thể vào được tài khoản. Còn nếu các bạn mà dùng cái Google Authenticator màu xám này, nó không có chức năng backup, nếu các bạn mà làm mất cái điện thoại mà các bạn không lưu lại cái mã code khi kích hoạt, thì đồng nghĩa với cái việc là các bạn không bao giờ đăng nhập được vào tài khoản của mình nữa, và các bạn sẽ mất cái số tiền đó vĩnh viễn. Thì mình khuyến cáo các bạn là nên dùng cái app Authy2 màu đỏ này. Ok, sau khi chúng ta cài đặt xong cái app Authy2 đó ở trên cái điện thoại của chúng ta, thì ở phần Next Step tiếp theo ở đây, nó sẽ đưa ra cho các bạn hai cái mã code, một cái mã code hình vuông và một cái mã code bằng chữ. Thì các bạn sau khi cài cái app đấy xong, thì các bạn vào app và các bạn dùng cái camera để quét cái mã code hình vuông này, hoặc nếu camera của các bạn bị hỏng thì các bạn có thể gõ cái mã chữ ký tự này ra thì nó cũng được. Thì bây giờ mình sẽ quét cái mã code này ở trên cái tài khoản của mình. Các bạn đợi mình một chút. Ok, mình sẽ quét cái mã code này. Ok, mình đã quét xong. Rồi mình ấn Next Step. À, mình lưu ý cho các bạn là các bạn nên chụp lại màn hình của cái mã code này để các bạn lưu về máy tính, trừ trường hợp mà các bạn bị mất điện thoại mà cái số điện thoại của các bạn cũng không khôi phục được, thì các bạn còn cái này để các bạn khôi phục lại cái tài khoản này. Ok, các bạn ấn vào phần Next Step. Đây, ngay ở bước 3 nó cũng lưu ý với các bạn là các bạn hãy vui lòng lưu lại cái mã cây này để trừ trường hợp các bạn bị mất điện thoại thì các bạn có thể có cái này để các bạn khôi phục lại tài khoản. Thì mình cũng sẽ lưu lại cái mã này. Ok, tiếp tục các bạn ấn vào Next Step tiếp. Thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập, đầu tiên là các bạn nhập cái cây mà các bạn vừa lưu lại để nó xác nhận xem các bạn đã lưu cái cây đấy chưa. Ok, mình sẽ gõ cái cây này vào. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập cái password mà lúc nãy mình đã đăng ký. Tiếp theo nữa thì các bạn nhập cái mã code 6 số ở trong cái app đấy vào. Cái code này thì cứ 30 giây là thay đổi một lần nên các bạn phải ấn nhanh tay. Ok, các bạn ấn vào kích hoạt. Đó, như vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công cái chức năng bảo mật hai lớp cho cái tài khoản của mình. Thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xác thực cái tài khoản này. Tại ở đây các bạn có thể thấy nó ghi là với cái level 1, có nghĩa là các bạn đăng ký xong rồi, kích hoạt cái bảo mật hai lớp xong rồi, thì ở level 1 nó sẽ cho các bạn là trong một ngày các bạn sẽ được rút tối đa là 2 Bitcoin. Còn khi các bạn đã xác thực xong và nâng lên cái tài khoản level 2 thì trong một ngày các bạn có thể rút tối đa là 100 Bitcoin. Đây là một con số khá là lớn. Nếu bạn nào mà có thể rút được 100 Bitcoin trong một ngày cũng thuộc hàng đại gia rồi. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xác thực cái tài khoản này. Chúng ta ấn vào Submit Verification Document. Đó, thì ở đây đầu tiên chúng ta có thể thấy những thông tin này. Thì nếu ai ở Trung Quốc thì để nguyên, còn ai mà ở ngoài nước Trung Quốc thì các bạn ấn vào International này. Đó, đầu tiên là nó yêu cầu các bạn điền First Name và last name. Ví dụ các bạn tên là Nguyễn Văn A đi chẳng hạn, thì cái first name của các bạn sẽ là Văn A và last name của bạn là Nguyễn, là họ. First name là bao gồm là tên đệ và tên, còn last name là họ. Các bạn chọn cái giới tính của mình, male là nam, female là nữ. Tiếp theo các bạn chọn cái quốc gia của mình. Mình ở Việt Nam thì kéo dưới chữ V, Việt Nam. Tiếp theo thì các bạn điền cái mã của cái hộ chiếu, cái số hộ chiếu của các bạn. Nếu ai có số hộ chiếu thì các bạn điền hộ chiếu. Còn nếu ai có chứng minh thư thì các bạn điền chứng minh thư. Nhưng các bạn nên dùng hộ chiếu, tại vì trong hộ chiếu thì có song ngữ tiếng Anh nữa, thì cái người support là
người nước ngoài thì họ người ta mới dễ hiểu, còn nếu các bạn dùng chứng minh thư thì người ta sẽ xác thực lâu hơn là các bạn dùng hộ chiếu, thì các bạn sẽ điền cái số hộ chiếu của các bạn vào đây. Tiếp theo thì nó yêu cầu các bạn, cái bước này là các bạn sẽ chụp ảnh cái bìa hộ chiếu và các bạn post lên đây. Cái bìa hộ chiếu nó như thế này các bạn, hoặc là nếu các bạn mà dùng chứng minh thư thì các bạn sẽ chụp hình cái chứng minh thư và các bạn post lên cái bước đầu tiên đấy. Các bạn sẽ chụp hình cái bìa hộ chiếu nó như thế này, các bạn chụp hình và tải cái bìa hộ chiếu lên như thế này ở cái bước đầu tiên. Tiếp theo ở bước thứ hai thì nó yêu cầu các bạn là chụp cái mặt trong, cái mặt thông tin của cái cuốn hộ chiếu đó và tải lên đây. Bước thứ ba là nó yêu cầu các bạn cầm cái hộ chiếu mà có ảnh mặt của các bạn cộng với thông tin mà chúng ta đã tải bước 2 này này, nó giống như cái hình mô tả ở đây. Bạn cầm cái hộ chiếu đó dơ lên cộng với các bạn ghi một tờ giấy có dòng chữ là Binance cộng với cái ngày hôm mà các bạn đăng ký. Ví dụ hôm nay cái ngày hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2018 thì mình sẽ dơ cái hộ chiếu của mình lên và ghi một tờ giấy có dòng chữ Binance cộng với dòng chữ là ghi ngày 31 tháng 1 năm 2018 cái ngày mà mình đăng ký, cộng lên mà mình dơ lên trước mặt của mình và mình chụp cả mặt của mình và cái hộ chiếu như trong hình mô tả ở đây. Và mình sẽ tải lên đây và mình ấn submit. Là sau khi các bạn ấn submit xong thì các bạn đợi thời gian khoảng 1 đến 2 ngày. Nếu cái giấy tờ của bạn hợp lệ và đúng theo yêu cầu của nó thì trong khoảng thời gian 1 2 ngày thì cái tài khoản của các bạn sẽ được xác thực thành công. Thì các bạn sẽ được nâng lên cái mức là level 2 thì giao dịch nó sẽ an toàn hơn. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn hai cái bước là chúng ta đã đăng ký tài khoản, kích hoạt bảo mật hai lớp và xác thực tài khoản. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là nạp các đồng coin hoặc là rút các đồng coin ở trên cái sàn giao dịch Binance này. Thì cái giao diện của nó như thế này, các bạn sẽ chỉ chuột lên cái phần fund ở trên này và các bạn ấn vào phần balance. Ở cái phần balance này thì nó sẽ hiện ra danh sách các đồng coin. Và khi các bạn ấn vào cái nút tích về cái hai small asset này thì nó sẽ ẩn những cái đồng coin mà các bạn không sở hữu, và những cái đồng coin nào mà các bạn có sở hữu thì nó sẽ hiện ra ở đây. Vì cái tài khoản này là tài khoản mới và mình chưa nạp coin vào đây nên là nó sẽ không hiện ra gì cả. Đó. Thì để nạp một cái đồng coin nào đó vào đây thì chúng ta sẽ tìm cái đồng coin đó ở trong cái danh sách này, hoặc là chúng ta search ở đây. Ví dụ chúng ta search BTC là Bitcoin thì nó sẽ hiện ra cái Bitcoin để chúng ta nạp vào. Chúng ta sẽ ấn vào phần deposit ở đây. Hoặc là có rất nhiều các đồng coin khác để chúng ta có thể nạp vào. Những cái đồng coin nào mà nó hiện cái dấu chấm than ở đây và nó có cái chữ suspend ở đây thì có nghĩa là cái đồng coin đó đang bị lỗi và chúng ta không thể nạp vào được nữa. Đó, ví dụ chúng ta muốn nạp Bitcoin, chúng ta ấn cái mã ký tự của Bitcoin là BTC vào đây thì sẽ hiện ra là Bitcoin. Thì chúng ta ấn vào deposit để nạp cái đồng Bitcoin này vào. Thì nó sẽ hiện ra một cái địa chỉ ví của Bitcoin của bạn ở trên cái sàn Binance này để các bạn nạp cái Bitcoin của bạn vào cái địa chỉ ví này. Thì ở đây nó sẽ hiện ra là cái tổng Bitcoin của bạn có ở trên cái ví này hiện nay và cái lượng Bitcoin mà đang các bạn đang chờ để nạp vào, hoặc là cái lượng Bitcoin khả dụng các bạn thử dùng ở đây. Thì ở đây thì đây là tài khoản mới mình chưa nạp vào nên đây nó đều là không hết. Và đây là cái địa chỉ ví Bitcoin mà các bạn sẽ cần phải nạp vào. Đây chính là địa chỉ ví Bitcoin của các bạn ở trên sàn Binance. Thì ví dụ các bạn mua Bitcoin ở trên sàn Remitano như mình đã hướng dẫn ở trên video trước thì các bạn sẽ copy cái địa chỉ ví Bitcoin này vào và các bạn dán vào cái phần rút ở đó thì nó sẽ gửi cái Bitcoin từ cái địa chỉ ví ở Remitano và nó gửi thẳng vào cái sàn Binance này. Rất là đơn giản. Thì các bạn thể ấn copy vào đây để cho nó đỡ nhầm. Các bạn copy vào cái nút gửi, cái địa chỉ gửi ở cái ví Bitcoin ở bất cứ một cái nơi nào mà các bạn có để gửi vào đây. Thì khi các bạn copy xong, các bạn phải kiểm tra lại xem là cái mã ví này có đúng hay không. Bởi vì mình thấy rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà cái máy tính của các bạn bị cài virus. Khi các bạn copy thì nó copy đúng cái này, nhưng khi các bạn paste ra, các bạn dán vào thì nó lại thay đổi thành cái địa chỉ ví của cái thằng hacker đó. Nên các bạn khi các bạn copy xong thì mình phải kiểm tra lại xem có đúng cái mã ví này không thì chúng ta mới ấn gửi. Đó, thì khi các bạn gửi xong ở một nơi nào đó, ví dụ như Remitano hoặc là một nơi cái sàn nào đó mà các bạn có chứa cái Bitcoin này, thì các bạn
đã gửi xong thì sẽ kiểm tra ở trong cái phần history, lịch sử giao dịch này. Đó thì nó sẽ hiện ra được cái giao dịch đang thực hiện của các bạn ở đây. Thì thường cái Bitcoin bây giờ gửi nó khá là lâu. Các bạn nếu mà các bạn gửi bằng Ethereum thì nó sẽ nhanh hơn chẳng hạn. Đó, thì đó là cái bước mà có thể chúng ta nạp cái Bitcoin vào đây. Thì khi chúng ta sau khi chúng ta nạp xong thì nó sẽ hiện ra được cái số dư của bạn ở đây để các bạn xem được. Đó, rất đơn giản, cái việc nạp thì nó chỉ thế thôi. Chúng ta chỉ cần gửi và chờ để cái sàn nó xác nhận thì nó sẽ hiện số dư của bạn lên đây. Thì ngoài Bitcoin ra chúng ta có thể nạp rất nhiều các đồng coin khác nếu các bạn có sở hữu ở trên những cái sàn khác các bạn gửi về cái sàn này. Còn nếu mà các bạn muốn rút một cái đồng coin nào đó các bạn đang sở hữu chẳng hạn, ví dụ chúng ta cũng muốn rút Bitcoin đi chẳng hạn, thì chúng ta gõ cái BTC là Bitcoin ra và chúng ta ấn vào cái phần withdraw ở đây thì nó hiện ra như này. Thì nó sẽ hiện ra cũng tương tự cái giao diện kia thôi, nhưng mà nó sẽ hiện ra là đây là các bạn điền cái địa chỉ ví Bitcoin mà các bạn muốn chuyển đến ở đây. Ví dụ các bạn muốn chuyển Bitcoin từ cái Binance này về cái tài khoản Remitano để các bạn bán ra tiền Việt, thì các bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví Bitcoin của các bạn ở trên sàn Remitano và các bạn dán vào đây, thì nó sẽ gửi Bitcoin từ Binance này về Remitano để các bạn bán, và các bạn sẽ điền cái số lượng Bitcoin mà các bạn muốn rút ở cái ô này, thì các bạn sẽ rút được từng đó Bitcoin. Và đây là cái phần phí giao dịch này, và đây nó sẽ trừ phí, sau khi trừ phí giao dịch thì ở đây nó sẽ hiện ra cái số Bitcoin các bạn nhận được ở cái địa chỉ ví kia là bao nhiêu. Thì vì ở đây nó cho mắc là mình chưa có Bitcoin ở đây nên ở đây nó không cho mình điền. Thì sau khi các bạn điền địa chỉ ví xong này, điền số lượng Bitcoin muốn rút xong, nếu bạn ấn submit là xong, và các bạn có thể kiểm tra ở trong cái phần lịch sử giao dịch này, các bạn có thể nhìn thấy được cái giao dịch đó. Đó thì các bạn có thể chuyển đi bất kỳ đâu như là một cái ví cứng của các bạn, hoặc là sàn Remitano để bán ra tiền Việt, hoặc là một cái sàn giao dịch khác để các bạn mua bán các đồng coin khác. Đó, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cái việc nạp và rút các đồng coin ở trên sàn Binance này rất là đơn giản. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là giao dịch mua bán các đồng coin ở đây. Thì ở đây các bạn để ý là có cái phần exchange ở bên góc trái này. Các bạn sẽ ấn vào cái phần basic này, cái phần advanced, cái phần nâng cao, nhưng mà thực ra là mình cũng ít khi dùng. Chúng ta cũng không cần dùng, chúng ta chỉ cần dùng cái phần basic này thôi. Đó, ở đây cái giao diện này thực ra các bạn có thể vào để làm quen một chút là xong. Ví dụ các bạn chọn cái cặp giao dịch phổ biến như là, ví dụ mình muốn giao dịch cái đồng CMT dựa trên BTC hoặc là dựa trên ETH thì mình ấn vào ETH, hoặc là BNB. Nếu chúng ta giao dịch với BNB thì sẽ có ở cái sàn này thì nó sẽ cho chúng ta là miễn cái phí giao dịch. Miễn cái phí giao dịch thì chúng ta sẽ được lợi hơn là giao dịch với cả BTC và ETH, hoặc là chúng ta giao dịch với USDT. Ví dụ chúng ta giao dịch cái cặp CMT và BTC thì chúng ta sẽ ấn vào BTC và chúng ta sẽ search cái đồng coin là CMT, thì nó sẽ hiện ra cái cặp là CMT trên Bitcoin. Thì chúng ta có thể thêm ấn vào dấu sao để thêm vào cái phần favorite mà chúng ta thường để giao dịch cái đồng này, thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện ở trên cái phần favorite như này. Thì chúng ta ấn vào đây, chúng ta giao dịch. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái biểu đồ của nó, biểu đồ giao dịch của nó. Các bạn có thể chọn các khung thời gian, ví dụ mình có thể xem cái khung thời gian là 15 phút thì nó sẽ hiện ra cái biểu đồ nến như này. Ở dưới là những cái biểu đồ về mua bán. Đó. Thì ở bên này cái phần màu đỏ này là cái phần mà những cái lệnh đặt bán, còn phần màu xanh là những cái lệnh đặt mua. Tương tự như thế, ở bên cạnh là những cái lệnh mua bán mà đã được khớp rồi. Ở phần dưới, phần open order là những cái lệnh mà bạn đang đặt mà nó chưa khớp. Còn những cái lệnh mà order history này là những cái lệnh mà bạn đã khớp xong rồi. Thì ở đây là những cái lệnh, đây là buy CMT, sell CMT. CMT là cái đồng mà mình vừa chọn để giao dịch với cả Bitcoin. Thì các bạn sẽ, đây là cái lệnh mua và bán tức thì. Các bạn phải chọn giá vào đây, đặt số lượng CMT mà các bạn muốn mua, ấn buy là ra, cứ đúng đến giá đó nó sẽ khớp. Còn cái phần sell này các bạn cũng đặt cái giá và các bạn chọn cái số lượng CMT mà các bạn muốn bán thì cứ đúng lên giá đó thì nó sẽ khớp cho các bạn. Đó.
Ok, cái phần mua bán thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn chỉ cần vào đây và làm quen một lúc là các bạn sẽ hiểu. Đó. Tiếp theo ở cái phần stop limit này này, thì đây là cái lệnh đặt mua và bán tự động. Đây là cái lệnh mà nó sẽ giảm thiểu cho các bạn những cái rủi ro trong quá trình chơi. Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể về cái lệnh này ở trong những cái bài học về chơi coin ở những cái video clip tiếp theo. Đó. Thì mình vừa đã hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta đăng ký được một cái tài khoản ở trên cái sàn Binance này, cũng như là những cái nạp rút các cái đồng coin ở trên cái sàn này và chúng ta giao dịch ở trên đó. Thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc là những cái góp ý thì các bạn có thể comment xuống phía dưới và mình sẽ giải đáp. Thì các bạn hãy subscribe kênh này của mình và mình sẽ hỗ trợ và có những cái video tiếp theo để có những cái bài học, những cái kiến thức làm sao để giúp các bạn giao dịch tốt nhất ở trong cái thị trường này. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.